Dạ, chào các bạn. Hôm nay một buổi tối trời khá là mát mẻ. Diêm đang đi trên đường phố của thành phố Bà Rịa về đêm như bạn. Mấy ngày nay thì cái lông thể nó bất an, cái giọng nói nó cũng bị khàn đi như bạn. Nhưng mà con người mà với ông trời thôi, lúc nắng lúc mưa cơ thể nó cũng có lúc nó bị ảnh hưởng, thay đổi, trái gió trở trời. Tối nay thì mời như các bạn, chúng ta cùng Diêm sẽ đi dạo qua cái đường phố thành phố Bà Rịa, đi ngang cái chợ đêm Bà Rịa này như vậy. Chợ đêm Bà Rịa là một chợ đêm rất là rộng luôn, cả đông luôn như các bạn. Sao trời những mưa ghê. Đây bán rất nhiều quần áo luôn, quần áo với lại đồ ăn vặt, hai cái sản phẩm chính như vậy, hai cái nhóm hàng chính bán ở khu vực ở chợ đêm. Dạ, và bây giờ đi ra cái đường lớn ngoài đây đi, dòng phía sau cái chợ rồi như bạn, là chợ đêm. Bây giờ thì buổi tối nên là chỉ có cái khu chợ đêm thôi, còn cái khu họp chợ đây là nghỉ rồi, đây phải giờ họp chợ nên là thị trường như các bạn, hay là sinh hoạt của các cái ngành nghề á, nó có những cái giờ phải biết cái giờ đó, giờ nào làm, giờ nào nghỉ ngơi. Thị trường thì cũng vậy như các bạn, có lúc thì họp chợ, có lúc thì giờ này nó phải giờ họp chợ. Bà Rịa này có cái nhiều những cái cửa hàng, cái quán mà trà sữa như mà theo cái phong cách hiện đại bây giờ, rộng rộng rồi có trang trí thêm các cái tiểu cảnh, các đồ co làm cho nó thoáng hơn, đèn nó lung linh hơn về đêm. Này rẽ trái, đường Bạch Đằng mình sẽ rẽ ra đường này, đường gì đây, đường Lê Dũng. Hôm nay thì đi qua đây có một chút thời gian rảnh rỗi như bạn, nên đi dạo phố Bà Rịa về đêm thôi. Nếu mà nói về hạ tầng thì Diêm khá là thích cái hạ tầng thành phố Bà Rịa như bạn, như là cái mật độ dân số nữa cũng vừa phải thôi, không có quá đông. Cái nhịp sống nó cũng đều. Và đi ra ngoài đường thì nó không có bị kẹt xe. Kể cả trời mưa to mình đi nó cũng thoải mái như mà.
đi các thành phố lớn thì như bạn mình đi mình thấy là cái nhịp sống nó sôi động hơn. Gần như là có những thành phố gọi là thành phố không ngủ luôn nha các bạn. Cái giao dịch thương mại diễn ra 24 đến 24 luôn. Các ngành nghề kinh doanh gần như là xuyên suốt luôn. Đây là đường Nguyễn Văn Linh này. Cà phê. Tới một đường to rồi. Có thể tới Lee Cà Phê hả? Lee Studio hả? Tại khu gì mà động vui vậy, giống như quảng trường như vậy. Đây là đường Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ bên kia đây, cái quảng trường là đường Điện Biên Phủ.
là đi trên đường phố Bà Rịa về đêm nó cảm giác nó rất là thoáng đãng nha các bạn. Đường nó rộng, xe nó cũng thưa nữa, nên đi nó rất là thoải mái. Còn đi các thành phố lớn mà đi mà thông thả như này chắc là chỉ có nước là những cái giờ như mùng 1, mùng 2 Tết âm lịch thôi. Thường là Diêm thích đi dạo nhất là những cái khu vực ở thành phố ven biển như các bạn, ở thành phố ven biển, cái thành phố ven biển ở Việt Nam mình đó. Việt Nam mình là giáp biển rất là nhiều nên là đi nhìn ngắm cảnh rất là sướng, cảnh núi, cảnh biển. Để Diêm có cái sở thích là cứ rảnh là cứ đi lang thang ngắm cảnh vậy thôi, quan sát cái cảnh núi non, cảnh đẹp Việt Nam và nhịp sống ở thành phố. Chúng mình có dịp thì mình đi được tới đâu mình đi, trung tâm đào tạo đường đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Đại học Bà Rịa Vũng Tàu bây giờ cũng thuộc Nguyễn Hoàng Group luôn rồi. Đây bên tay phải này như vậy, đường này đường Trần Hưng Đạo, ở đây tới vòng xoay rồi. Tại theo có cái xu hướng là dịch chuyển dân số như vậy, gọi là di cư đó, là thường thường là nông thôn là sẽ di cư theo cái ánh đèn lấp lánh của cái thành thị, theo những cái công trình hiện đại, nhìn nó gọi là sang chảnh, có những cái món đồ gì đó nhìn nó hấp dẫn hơn, thu hút hơn thì ta sẽ đi theo cái sức hút đó. Nên là chân đắm tay bùn ở quê hay làm những cái ngành nghề nào mà nó tay chân mà nó dơ quá thì ta lại không có chọn làm nghề đó nhiều như vậy. Ta thích cái gì nó sạch sẽ thôi, đẹp, nói chung ai cũng thích đẹp. Nên là cứ lao động trẻ đã di cư lên thành thị để làm các dịch vụ kinh doanh. Quán cà phê gì đây, 161 à. Ở Bà Rịa rất là nhiều những cái quán cà phê mà trang trí rất là đẹp nha bạn. Khu dân cư không ạ, khu kinh doanh sầm uất đó.